hậu Phạm Hương ở Mỹ, cuộc sống tràn ngập đồ hiệu, có con thứ hai với chồng đại gia. Phòng khách của cả nhà là lái của thuyền trưởng các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì nhà mình đi khoảng 7 người và gồm cả em bé nữa các bạn ạ. Mặc dù đã tạm xa showbiz Việt hơn 3 năm, tuy nhiên chuyện đời tư của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương và gia đình nhỏ ở Mỹ vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trên trang cá nhân, Phạm Hương bất ngờ đăng tải hình ảnh tay một đứa bé mới chào đời, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Không để mọi người chờ đợi, chúng tôi liên lạc nhanh với ekip và xác nhận được nàng hậu đã chính thức sinh em bé vào tháng 7, bé tên Apollo. Hôm nay ngày 4 tháng 9 là sinh nhật nên cô chia sẻ niềm vui của mọi người khi có thêm một đứa con trai. Rất đông người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến gia đình nàng hậu gốc Hải Phòng khi có thêm một thành viên mới. Trước đó không lâu, Phạm Hương khiến nhiều người nghi vấn đang mang thai lần 2 sau hơn 1 năm sinh quý tử đầu lòng. Cụ thể, trong một khoảnh khắc bế con trai, Phạm Hương đã để lộ vòng hai nhô lên bất thường. Chưa kể trước đó, nàng hậu từng khiến nhiều người bất ngờ trước vòng eo kém thon gọn. Từ ngày sang Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương đã trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu và tận hưởng cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng đại gia. Lâu lâu, nàng hậu trổ tài kết quốc sương sương hay tung một vài tấm ảnh thần thái hoa hậu cũng khiến dân tình phải trầm trồ. Chia sẻ về con trai đầu, Phạm Hương từng cho biết nhóc tình nhà mình rất hiếu động, yêu âm nhạc và thích nghịch cây đàn của mẹ từ rất sớm. Mách rất là thích khi mà mẹ cho tay vào con cú mèo như thế này và ngoáy như thế này. Mách rất là hay cười và mình hay mang cái này ra để làm trò cho Mách chơi mỗi khi mà Mách ở trên giường buổi tối. Chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương cho biết cô hài lòng với những gì đang có, không còn áp lực bởi danh hiệu Hoa hậu mà chỉ là một người phụ nữ của gia đình. Tôi không còn hoạt động trong showbiz, không còn áp lực bởi cuộc sống của một người nổi tiếng hay danh hiệu Hoa hậu. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người, học cách là một người vợ, người mẹ tốt. Sau tất cả, tôi hài lòng với cuộc sống ổn định hiện tại, cả về công việc và gia đình. Trong thời gian qua, Phạm Hương đã vài lần tiết lộ dự định về Việt Nam sau khi đã ổn định cuộc sống ở Mỹ. Cô nhận được lời mời về Việt Nam dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nhưng chưa thu xếp được công việc. Khán giả đang rất mong chờ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ sớm trở lại showbiz Việt. Từ ngày rời Vbiz bước chân sang Mỹ để tận hưởng cuộc sống riêng, mỹ nhân gốc Hải Phòng vẫn thường xuyên cập nhật mọi hình ảnh của mình lên Instagram cá nhân. Mọi nhất cử nhất động của cô vẫn luôn được khán giả quan tâm đặc biệt. Dựa trên những gì mà Phạm Hương đăng tải, netizen dễ dàng nhận ra nàng hoa hậu này đang có một cuộc sống xa hoa sang chảnh ngút tầm bên trời Tây, cùng chồng con mà ai cũng thèm muốn. Trong đó phải kể đến không gian mà Phạm Hương sống cùng bé Mark, đang ở là một biệt thự rộng rãi với gam màu trắng tinh tế, được ví von như lâu đài trắng, đầy đủ tiện nghi không khác gì khách sạn cao cấp. Về khoản mua sắm đồ hiệu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 hiện vẫn chứng tỏ mình là một tay chơi đáng gờm trên đường đua với các mỹ nhân khác vẫn đang hoạt động trong showbiz. Cô nàng dường như rất đam mê túi hiệu, với cả một tủ đầy ắp những chiếc túi xách đến từ những nhà mốt đình đám trên thế giới. Một số chiếc trong số đó thậm chí có giá bằng một ngôi nhà của một người bình thường. Ngoài ra, Phạm Hương còn nhiều lần check-in bên những chiếc siêu xe hạng sang tiền tỷ, đủ để dân tình thấy độ xa hoa của bà mẹ một con ở trời Tây khó có thể xem thường. Dù chưa bao giờ khẳng định bản thân sở hữu khối tài sản khủng, nhưng chỉ nhìn bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu sau khi rời showbiz, Phạm Hương sung sướng tới cỡ nào. Dù không còn mặn mà với showbiz, nhưng cuộc sống viên mãn của Phạm Hương hiện tại cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!